Vâng, MVP Game xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh MVP Game đẹp trai. Vâng, đẹp trai cũng thành củ khoai nướng với thời tiết mùa hè bắt đầu nóng nực rồi anh em ơi. Chúc anh em xem video vui vẻ. Và hôm nay các bạn thấy không, nhìn phong độ vãi chưởng luôn. Ao bộ dự thanh phường chủ với cái bộ skin này, cái kiểu như là gì ạ, cái áo của nó như mất một tay, nhìn ngầu cái vãi chưởng luôn này anh em ạ. Mình không để ý chi tiết này đâu nhưng mà thật sự nhìn nó ngầu anh em ạ. Mình lao lên mình trao đổi chiêu thức và mình bị lỗi rất là nhiều máu anh em ạ. Vâng, tại vì sao đối phương có cái chiêu hồi máu anh em ạ, mình lại không có anh em ơi. Vâng, đây là bảng ngọc cho vị thức thần này, giúp cho vị thức thần này những level đầu giao tranh tốt hơn và có hồi phục anh em nhé. Rồi, vâng, một pha giao tranh giữa mình và thanh niên Ichigo đối phương và đối phương đã bị mình thịt chết rồi anh em ạ. Thanh phường chủ một samurai với khả năng solo cực kỳ là bá cháy ở đường top vừa rồi thì các bạn thấy không, mặc dù ít máu nhưng mà đã hạ gục được đối phương rồi. Đến đây thì ta lại đi về. Vâng, đã có một mạng rồi anh em ạ. Chiều người nhau à. Đây, với cái bảng ngọc này thì anh em solo anh em hồi phục rất là tốt anh em nhá. Đây là bảng ngọc chuẩn cho Aobo dự thành phường chủ và hôm nay mình sẽ chơi dạng ma. Aobo dự thì các bạn lên theo kiểu này semi, vừa có sát thương này, vừa có thời gian hồi chiêu và chống chịu cũng rất là ok anh em nhá. Anh em ạ, mình khuyên các bạn nên chơi luyện con này nhá. Bản thân mình đi đường top mà mình gặp Aobo dự thành vương chủ ấy thì thật sự luôn mình cũng rất là ngán con này luôn. Thật sự khó chịu anh em ạ. Nó hầu như nó đi được hết tất cả các mọi kèo và nó có lại có khả năng hồi phục rất là ghê gớm anh em ạ. Vâng. Đấu với mình là Ichigo. Vâng các bạn ơi, nếu mà các bạn không để ý mà để thanh phường chủ nó kích hoạt được cái dấu ấn cho nó hồi máu và cái chiêu thứ hai ấy, thì các bạn luôn xác định luôn các bạn ạ. Vâng, không biết tại sao mình lại chí mạng, đánh chí mạng rồi nhá. Mình không lên ngọc chí mạng, buồn cười thế nhỉ. Hay là dạo này nó đang búp ngầm cho thanh phường chủ nhỉ. Khả năng thế cao lắm anh em ạ. Rồi anh em đã chơi best con này chưa? Thật sự thì MVP game thích con này lắm, nhưng mà thật sự MVP game chơi nhiều con bài quá nên là ít chơi thôi. Lúc thì đi rừng, lúc thì AD các kiểu nên là không chơi được nộ con này. Chứ thực ra nếu mà thích thì mình nộ này lâu lắm rồi anh em ạ. Con này thì dạng ma thì nó sẽ cơ động, dạng Phật thì nó sẽ trâu bò anh em ạ. Và giao tranh tổng chốt tốt. Thì với kiểu đồ lên của mình thế này thì sẽ ưu tiên là thời gian hồi chiêu những cấp độ đầu để trao đổi chiêu thức tốt hơn anh em nhá. Vâng, nó vẫn có chống chịu nhá. Những cái đồ lên sát thương của nó vẫn có cả máu nữa anh em ạ. Nên là anh em yên tâm. Thanh phương chủ thì thanh phương chủ độ khó của nó là vừa, nói chung là dễ chơi, dễ ăn điểm anh em ạ. Sát thương loại A, sát thương A, nhanh nhẹn B, khống chế B và sinh tồn B. Nói chung là ngang ngang đều nhau anh em ạ, rất là ok. Thì mình nói lại về chiêu thức của vị thức thần này là nó có một cái đặc điểm là nếu mà sát thương của vị thức thần này trong vòng 5 giây ấy mà chịu phải đạt 35% máu tối đa ấy thì nó sẽ xóa bỏ toàn bộ hiệu ứng khống chế. Nhìn ghê gớm một cái đấy anh em ạ. Rồi, tiếp theo là chiêu thứ nhất là thiên đình. Anh em tụ Phật nha, tụ Phật. Đấy, tụ Phật để có những cái điểm nộ anh em nhá. Và gây nhiều sát thương hơn. Đấy, đây là dạng ma nhá. Thì chiêu thứ nhất là quạt về hướng chỉ định, gây sát thương anh em ạ. Đấy, tại một dấu ấn nhá. Nếu mà anh em rồi, vừa rồi thì băng trụ sát thương nổ rất là ghê. Nếu mà cái chiêu thứ hai ấy mà anh em mà kích hoạt được dấu ấn rồi thì hai lần ấy anh em đánh thường thì sẽ gây thêm sát thương. Đấy, máu tối đa và hồi lượng máu đã mất của bản thân mình nữa, rất là ghê anh em ạ. Mới level 7 thôi nhưng mà cái trụ này đã bị mình đánh hai lượt rồi. Rồi, biến về thôi, 2-0 rồi anh em ạ. Rất là khỏe luôn, thanh phường chủ dạng ma này. Đấy, nhiều anh em comment bảo mình chơi vị thức thần này thì hôm nay mình cũng sắp xếp một buổi ngày nghỉ để mình chơi vị thức thần này. Và có team party nữa, rất là thích luôn, vào chơi một mình thôi nhưng mà có anh em dù party vui thực sự luôn. Đánh với team kiểu như cảm giác mình chỉ cần lo được cái đường của mình thôi, không cần phải quá lo quá nhiều cái đường khác đấy. Cố gắng là hoàn thành tốt những nhiệm vụ cái đường tốt thế là ok rồi. Sau đó thì giao tranh tổng thì anh em chỉ cần là bắt AD và anh em nếu mà không đi bắt thì anh em gọi là đi đẩy trụ anh em ạ. Rất là ghê luôn, nhìn thấy mình là chạy ngay. Đấy, tại vì nó có cơ động này, lại có đánh theo phần trăm máu rất là ghê luôn anh em ạ. Thanh phường chủ, thấy thanh phường chủ chạy mất dép ngay, càng lao càng đánh nhau với thanh phường chủ thì lại càng bị mất nhiều máu. Thì anh em chú ý nha, nếu mà anh em
giao tranh ấy, anh em trao đổi chiêu thức ấy, anh em kích hoạt được cái dấu ấn ấy, thì anh em lùi lại nha, đợi thời gian hồi chiêu cho anh em ấy đánh. Đấy, cố gắng là ở dạng man thì anh em tích cái vòng kia nó cao nhất rồi băng trụ thôi. Vâng, nhìn thấy tuyết nữ nó lên thì thôi mình lại lùi về thôi anh em ạ, không ham hố. Rồi team mình bắt đầu cũng di chuyển lên rồi, tuyết nữ ở đâu vậy? Rồi thấy team mình lên rồi, không về là chết, thanh niên này không về là chết anh em ạ, không về là chết, xác định là mất cái trụ thôi, vẫn ở đây thì là xác định rồi em ơi, về ngay, úi trời ơi ngay. Rồi thì chơi thanh vương chủ thì anh em sẽ cộng mắc vào chiêu thứ hai nha, sau đó thì chiêu thứ nhất và chiêu cuối, chiêu ba thì cứ theo level có thì về cuối game sẽ cộng anh em nhé. Rồi để được cái trụ đường tốt thì bắt đầu mình ép vào cái trụ thứ hai anh em ơi, với khả năng hồi phục rất là tốt và khả năng gọi là dìa máu này, hồi phục này thật sự luôn rất là ghê, dùng liên chiêu cuối để ép đối phương đi về để mình ăn cái trụ này anh em ạ, không về là chết. Đấy, à bật chiêu cuối rồi, bật chiêu cuối rồi, à xác định là chết rồi anh em ạ, thanh niên này xác định là chết rồi, chạy á, ui dồi ôi, nhiều hồi nhiều máu đấy, hồi nhiều máu này. Rồi ok, vậy là 3-0 rồi anh em ạ, ép cho Ichigo không thở được thật sự luôn, con này nó mà đánh với các loại tanh ấy nó khắc chế luôn anh em ạ, càng nhiều máu nó càng đánh theo phần trăm máu ghê với cái chiêu thứ hai anh em ạ. Đấy lại còn lượng máu của bản thân thì cũng nhiều, gây thêm nhiều sát thương nha với cái chiêu thứ ba anh em ạ. Và chiêu cuối ấy, thì khi mà anh em ở dạng ma ấy thì nó cũng rất là nhiều sát thương khi mà chúng ta đánh những cái đối phương mà những cái đối tượng mà ít máu ấy anh em ạ, làm chậm rất là khó chịu luôn. Ý, không thể nào bắt được con này khi mà chúng ta dùng chiêu cuối để chúng ta trùng chạy hoặc là chúng ta tụ chiêu 1 thì nó sẽ tăng tốc độ anh em ạ. Đấy, khi mà chúng ta dùng chiêu 1 chúng ta niệm và khi chúng ta kích hoạt một lần nữa nó sẽ nổ gây sát thương ra xung quanh và tăng tốc độ chạy. Thật sự ghê gớm luôn anh em ơi. Rồi con bài này rất là khỏe anh em ạ. Rồi anh em nên luyện đấu các kiểu nhá, kiểu danh nhá. Rồi đội mũ rất là ngầu, lên mũ nhìn thiết kế nhìn màu cam cam rất là thích nhá. Con bài này xứng đáng chơi anh em ạ. Rồi không biết chủ nhật này anh em có đi đâu không, thì mùa hè cũng rất là nóng nực đấy, anh em đi ra đường cũng chú ý kiểu bị đen da anh em nhé. Rồi và cũng đang dịch này thì thôi chúng ta ở nhà chơi game và xem video của MVP game đẹp trai nhỉ, đẹp trai hay không thì cũng không biết nữa bốc bét thế thôi. Rồi ồ trời, phàm rất là nhanh, cứ đẩy trụ rồi anh em không phải về làm gì. Đấy, hoàn thành nhiệm vụ top thế này là ok rồi. Rồi đối phương bị ép không làm gì được, không thèm ăn bùa nhà mình thôi anh em ơi. Đấy, từ nãy giờ thì cũng không biến về nhà luôn anh em ạ. Rồi địch đầu hàng mất rồi anh em ạ, rất là khỏe, xứng đáng chơi anh em nha, lại có mạng nữa rồi. Rồi tạm biệt anh em, hẹn anh em những clip tiếp theo nha, bye bye.